Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Sóc Cò TV. Các bạn đang tìm một dòng lan có độ bền 5 tháng 6 tháng với tàn, cây khỏe, dễ trồng, mặt bông đẹp, thì các bạn đang cần tìm đó chính là dòng lan là Mãn Thiên Hồng. Trước mặt các bạn đấy chính là những mặt bông của cây Mãn Thiên Hồng, mặt bông rất là đẹp. Em này là em vô địch thiên hạ về độ tàn, chơi 6 tháng với tàn. Nhiều lúc chúng ta tưởng đây là bông nhựa, chúng ta sờ vào chúng ta bẻ, chúng ta hái thì chúng ta ngắt đi mới biết đó chính là cây dòng lan thật. Đây chính là mặt bông của cây Mãn Thiên Hồng các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cây giống của cây Mãn Thiên Hồng. Trước mặt các bạn đó chính là những cây Mãn Thiên Hồng hàng Đài Loan cắt ngòng, bộ rễ rất là khỏe, rễ xanh. Đây chính là những cây Mãn Thiên Hồng đã cắt ngòng và chúng ta sẽ trồng những cây này thì Tết sẽ cho ra bông. Em này em rất là dễ trồng. Đây là một trong những dòng lan mà cực kỳ là dễ trồng, khỏe mạnh, mặt bông đẹp, tên cũng đẹp luôn. Trong dòng Mãn Thiên Hồng đó các bạn, đây là mặt bông của em đây, cây gốc vẫn còn chút xíu của bông của em này. Cái bông của em này, Mãn Thiên Hồng chỉ có một mặt bông duy nhất, đó chính là màu tím đậm và mặt bông nhỏ. Em này em không có hương thơm. Mặt bông của em này chơi có thể được 6 tháng. Các bạn có thể là ghép chung vào với nhau. Đây chính là cây Mãn Thiên Hồng mà mình đã trồng và em đang chuẩn bị phân nhánh. Các bạn thấy phân nhánh này. Và em đang ra bông này, mặt bông em ra. Và chậu này là mình ghép hai cây vào chung vào một chậu. Đây mình ghép hai cây vào chung một chậu. Và em đang ra ngồng. Bộ rễ rất là khỏe. Bo vào thành chậu. Mãn Thiên Hồng. Hàng này lúc nào bên mình cũng cháy hàng nhé. Một chậu Mãn Thiên Hồng này bên mình bán với giá là 70 ngàn một chậu và chưa tính ship vận chuyển. Nếu các bạn mà mua 5 chậu, tức là combo 5 cây là giá là 350 ngàn, mình sẽ miễn ship cho các bạn. Các bạn ở trong miền Nam thì có thể là 1 đến 2 ngày nhận được hàng. Ngoài Bắc thì khoảng độ 3 đến 4 ngày nhận được hàng. Nhận hàng kiểm tra hàng kỹ giúp mình, đẹp như Sóc Cò chia sẻ thì các bạn hãy thanh toán tiền. Còn nó nếu không đẹp thì các bạn hãy hoàn đơn về. Mình sẽ bảo hành cho các bạn chuẩn 100%. Đây chính là những cây Mãn Thiên Hồng hàng Đài Loan. Mặt bông của cây Mãn Thiên Hồng nó chỉ có duy nhất một cái màu này mà thôi, màu gọi là màu tím đậm, gọi là Mãn Thiên Hồng, tên là hồng nhưng mà tím, mặt bông thì là màu tím. Giữa một rừng lan này chúng ta thấy rất là nhiều cây lâu tàn. Thường thường chúng ta chơi lan chỉ có khoảng độ là cây khoảng độ là được 2 tháng đến 3 tháng mới tàn, nhưng mà riêng cây Mãn Thiên Hồng là cây này đến 6 tháng mới tàn các bạn nhé. Hàng rất là đẹp, khỏe, dễ xanh. Dễ xanh các bạn này, dễ xanh Mãn Thiên Hồng. Đây là những cây cắt ngòng chúng ta về chúng ta thuần Tết sẽ cho ra bông thoải mái các bạn nhé. Em này gọi là Tết nhưng thực tế là độ 3 tháng nữa là em sẽ cho ra bông được. 70 ngàn một chậu. Nếu các bạn mua 1 chậu, 2 chậu, 3 chậu, 4 chậu thì mình cũng ship hàng, phí ship là 35 ngàn. Còn nếu các bạn mua combo 5 cây thì là sẽ được miễn tiền ship. Mãn Thiên Hồng, mình xin nhắc lại, đây là những cây Mãn Thiên Hồng hàng Đài Loan nên vì vậy mà nó rất là khỏe, dễ trồng. Chứ các bạn đừng có so sánh với hàng Sóc Cò với mấy cái hàng Trung Quốc. Hàng Trung Quốc thì nó giá rất là rẻ, nó khoảng độ là 35 đến 40 ngàn mà thôi. Nhưng mà nếu mà nói về mặt bông ấy thì cái cây của hàng Trung Quốc thì nó sẽ không có được tươi như thế này. Mặt tươi như này, đậm này và nó nhanh tàn hơn. Cũng là dòng Mãn Thiên Hồng nhưng mà Mãn Thiên Hồng Đài Loan nó sẽ được 6 tháng nhưng mà Mãn Thiên Hồng Trung Quốc chỉ được có 2 tháng mà thôi. Và đặc biệt là cây Mãn Thiên Hồng ở hàng Trung Quốc ấy, nó trồng nó rất là dễ bị thối, rất là dễ thối. Cây hàng Đài Loan thì trồng thì tỷ lệ thối nó ít hơn, chứ không phải nó không có bị thối, có thối nhưng mà nó sẽ bị ít hơn. Cây rất là đẹp. Cây này cây cắt ngòng này và chúng ta trồng lại nhé. Bên mình không có bán hàng ngòng bởi vì hàng ngòng vận chuyển nó rất là hay, dễ bị gãy. Các bạn có thể là sưu tầm hai cây này chúng ta về ghép chung vào một chậu, chậu như thế này này. Thì sau này nó ra khoảng độ 4-5 ngòng một lúc. Mãn Thiên Hồng mình rất là thích, đó chính là trồng các em ấy sẽ phân nhánh, dạng phân nhánh kiểu dạng xương cá vậy. Cái Mãn Thiên Hồng này ngoài ra mình thấy nó có một cái đặc điểm này nữa là mình rất là thích, nó chính là em Mãn Thiên Hồng này là em đấy tuổi đời em ấy là lâu nhất trong dòng cây phong lan. Cây phong lan thì tuổi thọ khoảng độ 10-15 năm nhưng mà riêng cây Mãn Thiên Hồng này tuổi thọ của em này lên tới 30 năm, tức là 30 năm các bạn nhé, hơn cả một chú chó chúng ta nuôi trong nhà đấy. Chúng ta trồng cái chậu này 30 năm nữa chúng ta mới chia tay em đấy.
nếu mà chúng ta trồng tốt thì 30 năm nữa chúng ta mới phải chia tay em này. Rất là lâu. Lâu tàn nhất này, tuổi thọ lâu nhất này, mặt bông thì đẹp. Em này mỗi tội này em không có hương thơm mà thôi. Mình trồng rất là nhiều mã thiên hồng. Vườn mình trồng cực kỳ là nhiều mã thiên hồng. Chú voi của mình đang chuẩn bị ra ngồng tiếp các bạn này, mã thiên hồng này. Chú voi của nhà mình sắp sửa lại ra. Đây, nhìn thấy không? Quay bên đây này, các bạn thấy ngồng không? Đó. Chú voi của mình đó. Đây là mã thiên hồng mình ghép bên này, dễ nó bám rất là khỏe, dễ trồng. Tất cả những cái mặt hàng mà bên mình bán là những cái mặt hàng mình đã trồng và mình biết đặc tính của cây này như thế nào. Nó dễ trồng hay không dễ trồng, thường thường thì mình sẽ chia sẻ chứ không phải là mình nhập về mình sẽ chia sẻ. Bên mình nhập về phải test đó, kiểm tra hàng thật là kỹ. Cây phải khỏe mạnh thì bên mình mới bán hàng. Đó, cây rất là khỏe mạnh. Thường thường cây khoảng độ là 3 cặp lá trở lên. Thường thường cây 3 cặp lá trở lên, dễ khỏe, xanh. Chỉ có 70 ngàn một chậu mà thôi. Chỉ có 70 ngàn mà thôi. Hôm nay hàng về rất là nhiều, bên mình có rất là nhiều mặt hàng. Các bạn thấy không? Đèn rô chớp này, bò tím này. Hàng về nhiều lắm, đang đóng hàng cho khách, trả đơn chạy không kịp. Bên đây khu vực này là bên Tây Châu Ngọc Điểm này. Đây khu vực ở Đen Rô. Mình có rất là nhiều mặt bông. Bà liễu xưa này, pen soda. Ngày mai mình sẽ lên về cái dòng lan này cho các bạn, để các bạn sưu tầm. Chúng ta sẽ mix vườn thật là nhiều màu sắc khác nhau. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn nhớ đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ kênh Sóc Cò TV nhé. Mã thiên hồng luôn này về sẽ hết rất là nhanh thôi các bạn. Nhanh tay giúp mình nhé. Bởi vì là bên mình thường thường thì đi mã thiên hồng nó hết nhanh lắm. Ngay như cái hình đại diện bên Zalo của bên mình vậy, cũng là hình đại diện của cái cây mã thiên hồng đấy. Mình cực kỳ là yêu thích cái cây mã thiên hồng này. Các bạn cứ mua làm sao mà số lượng là bên mình là được 5 cây, cho dù là 5 cây gì chăng nữa, Đài Châu hay là Dendro hay là Hồ Điệp hay là mã thiên hồng, cứ mua làm sao mà cứ 5 cây là chúng ta sẽ được miễn tiền ship. Cây rất là đẹp, bảo hành cho các bạn. Không đẹp không lấy tiền. Dễ xanh các bạn. Về các bạn bỏ bớt rốn ra, chèn than vào là tốt nhất nhé. Về bỏ bớt rốn ra, chúng ta chèn than vào là cây sẽ ra phân nhánh rất là đẹp. Rồi, mã thiên hồng vô địch về thiên hạ, về độ bền, về độ tuổi thọ của bông cũng vậy. 30 năm mà chúng ta mua cái cây nó theo chúng ta 30 năm, nên chúng ta đừng ham rẻ mua mấy cái hàng Trung Quốc. Các bạn đừng ham rẻ mấy hàng Trung Quốc. Đây là những cái vết lỗi của nhà vườn, nó rất là lâu rồi, nó khô lại rồi. Bởi vì đây là những cái hàng thanh lý tại nhà vườn, người ta cắt cái ngồng đây này, hàng thanh lý đó. Để chúng ta tận dụng những cây này chúng ta về trồng thì nó sẽ không có bị tránh những cái lối lá nhẹ thế này. Bởi vì cái lối lá này nó không có ảnh hưởng đến cái sức khỏe của cây. Thì mong các bạn hết sức thông cảm giúp mình. Chứ đây mình không bán hàng tơ, hàng tơ thì đã bao đẹp. Còn hàng cắt ngồng chúng ta cứ tận dụng những cây này chúng ta về trồng thôi, không có sao đâu. Nó bị lối nhẹ lá nhẹ chút xíu cũng không có, không xi nhê gì cả. Cây cứ khỏe mạnh, dễ xanh, chuẩn hàng Đài Loan thì chúng ta cứ trồng thôi. Đã đam mê cứ thích thì cứ đặt luôn thôi, không cần phải suy nghĩ làm chi cả. Đẹp. Em này thì em ấy mỗi đặc điểm nào mà em ấy là không có hương thơm, chứ nếu mà em này có hương thơm thì quá tuyệt vời. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn nhớ đăng ký kênh nhé, cập nhật những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.